Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay, 12 tháng 11 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11, tại hội trường Quốc hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 55/2010 Quốc hội khóa 12 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Thảo luận tại hội trường luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi, thảo luận tại tổ hai dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi. Thông tin chi tiết có trên trang nhất báo Nhân dân số ra hôm nay. Một số đại biểu góp ý về quy định về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho rằng cần hết sức chú trọng thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này. Đề nghị bổ sung vào dự thảo quy định về chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển giao công nghệ ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Một số đại biểu cho rằng vấn đề chuyển giao công nghệ cho nông nghiệp, nông thôn phải cụ thể hóa những nội dung ưu đãi. Dự luật phải nêu rõ doanh nghiệp nào được hỗ trợ, nếu không cụ thể hóa thì chỉ doanh nghiệp lớn được hỗ trợ, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 90% số lượng doanh nghiệp lại khó tiếp cận. Với nhan đề rà soát chính sách hỗ trợ người nghèo, báo tin tức cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, các cấp các ngành xây dựng kế hoạch có giải pháp phù hợp thực hiện tốt phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tham gia tích cực, đóng góp thiết thực vào hoạt động tín dụng chính sách xã hội, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội, bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách. Gần đây mạng xã hội, cụ thể là Facebook đã lan tỏa mọi ngõ ngách trong đời sống xã hội. Một thực tế ở Việt Nam mà ai cũng thấy, Facebook quảng cáo vô số từ khách hàng. Sau việc quản lý dòng tiền quảng cáo này và kiểm tra việc đóng thuế của Facebook thì vẫn mù khơi. Tưởng đây chỉ là cuộc chơi ảo, nhưng nhiều người dùng Facebook như kênh thông tin, trao đổi, lưu trữ hình ảnh, chia sẻ kỷ niệm, bán hàng và người chơi phải tốn tiền cho nó. Với nhan đề Facebook chơi giả trả tiền thật, báo Lao động thứ Bảy cho biết. Theo quy định về thương mại điện tử thì các trang thông tin điện tử, mạng xã hội có trách nhiệm yêu cầu những trang bán hàng qua mạng phải khai báo cho Bộ Công Thương quản lý. Tuy nhiên đến nay các hoạt động bán hàng qua mạng Facebook vẫn không được khai báo mà hoàn toàn thuộc quyền sinh sát của ông chủ Facebook. Một số chủ trang đề nghị, thà cho khai báo nộp thuế đầy đủ để các trang được tồn tại hợp pháp, còn hơn là hễ xây dựng được một số khách hàng thì lại bị những kẻ ẩn mật nhân danh Facebook chơi bẩn chặn lại, rồi lại phải chung tiền cho các thế lực bên ngoài mới mở lại được tài khoản, bằng không là mất trắng. Do vậy, nhiều khách hàng yêu cầu Facebook phải kiểm tra lại quy trình và có chính sách bảo vệ khách hàng thỏa đáng. Mỹ bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay. Bài báo cho biết Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp và hội đàm kín kéo dài 90 phút tại phòng bầu dục với Tổng thống đắc cử của nước này Donald Trump. Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Tổng thống Barack Obama nói rằng việc tạo điều kiện chuyển giao quyền lực thuận lợi cho người kế nhiệm là ưu tiên số 1 của ông từ nay cho tới khi rời nhiệm sở. Về phần mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Obama đã thảo luận nhiều vấn đề, đồng thời mong muốn tiến hành thêm nhiều cuộc gặp với Tổng thống Obama để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực. Với nhan đề Nga bác bỏ đề xuất kéo dài ngừng bắn tại Aleppo, Syria, báo Nhân dân cho biết, Nga đã bác đề nghị của Liên Hợp Quốc về kéo dài lệnh ngừng bắn tại thành phố Aleppo ở Syria, nêu rõ lệnh ngừng bắn để hỗ trợ người dân không để phe khủng bố có cơ hội khôi phục khả năng chiến đấu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Konashenkov cho biết, lệnh ngừng bắn nhân đạo là cần thiết, song kéo dài sẽ khiến những kẻ khủng bố củng cố lại khả năng chiến đấu là phản tác dụng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cho biết thêm, ngày 11 tháng 11, các binh sĩ Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở ngoại ô Aleppo đã phát hiện những bằng chứng cho thấy các tay súng tại đây sử dụng vũ khí hóa học. Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga cũng phát hiện một số quả đạn pháo do các tay súng khủng bố bắn ra chứa hóa chất độc hại nhưng chưa phát nổ. Trung tâm hòa giải do Nga điều phối tại Syria cho biết ngày 10 tháng 11 đã có thêm 4 khu định cư ở các tỉnh Latakia, Damas, Homs của Syria ký thỏa thuận ngừng bắn. Tới nay đã có 918 khu định cư tại Syria tham gia thỏa thuận này. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.